Chào anh em, chỉ sau vài ngày cập nhật phiên bản lễ hội 50 năm thì server Đài Bắc Trung Thu đã tung ra phiên bản bổ sung cho mùa S2 2023, chỉnh sửa thêm tướng và bước quan trọng. Nhớ những tay chia sẻ cho bạn bè cũng biết nhá. Vì để thông tin chính thức, phiên bản lễ hội 50 năm bản Việt kèm Resident khởi động mùa S2 2023, cụ thể là sao, cùng tiền gì chém gió ngay. Chuẩn bị khởi động mùa S2 2023, kiếm của Agrek này, reo rành cứ gọi là tuyệt vời các bạn ơi. Agrek, Jin chưa chơi trận nào. Tulen, Chí Tôn Thần Kiếm. Zenaway, Rubo Ichigo. Anh em, lên ngay tiền gì shop.vn nhá. Sám ạc mới, reo mùa mới. Sửa bug Floor, suýt thì siêu bá. Floor là một trường hợp theo tiền gì là khá vui. Khi mà hôm 19 tháng 4, cập nhật phiên bản lễ hội 50 năm bên bản Đài Bắc Trung Thu, Floor được fix bug. Floor khi hạ lính bằng chiêu thức thì hoa sẽ nhanh mất hơn. Sửa xong thì lại mắc cái bug đó chính là Floor có số lượng hoa tồn tại nhiều hơn 3 như trên video anh em thấy. Để rồi tới ngày 21 tháng 4, bên đài lại phải bổ sung lại. Vì nếu để 6 hoa ấy, Floor bá quá. Fix cái lối bug khiến Floor trở lại đúng như mô tả là chỉ có thể tồn tại 3 hoa trên bản đồ. Tóm lại về hai lần fix bug này của Floor thì chúng ta chỉ cần quan tâm tới lần fix đầu tiên khi mà thời gian tồn tại của hoa đúng với thực tế. Giúp những anh em nào múa không quá nhanh có thể nhặt đầy đủ 3 hoa thay vì chỉ 2 hoa như em bớt LB nhá. Tiếc anh em nhở, tự dưng lại xóa cái quả 6 hoa đi, nhớ lại thời hoàng kim quá đi. Idumie, TNG từng chia sẻ cho anh em, Idumie sẽ có một đợt giảm sức mạnh. Bản cập nhật bổ sung của phiên bản lễ hội 50 năm đã tiến hành giảm sức mạnh của Idumie, tức là khi server Việt Nam update phiên bản lễ hội 50 năm mùa S2 2023 sẽ áp dụng luôn. Khi mà tầm chiêu 1 dạng thường sẽ bị giảm chỉ còn 8,5m, cũng như là tốc độ bay của chiêu 1 ở cả dạng thường và dạng cường hóa giảm chỉ còn 11m/giây. Điều này cho thấy khả năng cấu rỉa của Idumie sẽ bị giảm đi kha khá nếu kẻ địch có đủ sự nhanh tay, nhưng sự khó chịu và lượng sát thương từ cả bộ kỹ năng vẫn còn đó. Tuy nhiên, đợt cập nhật bổ sung ngày 21 tháng 4 bên đài không chỉ giảm sức mạnh của Idumie đâu, còn fix luôn cái bug skin của Idumie Khải Huyền Thiên Hậu. Và đợt fix bug này, kích thước của chiêu 1 và cả chiêu cuối không còn to vượt trội như ở bản Việt Nam hiện tại ở tại mùa S1 2023. Bởi như bản Việt S1 2023, khi Idumie Khải Huyền Thiên Hậu chiêu cuối, các hành tinh nhá, kích thước rất là to, chiếm hoàn toàn cái khoảng trống ở màn hình, gây khó khăn cho đồng đội và kẻ địch. Nói gọn lại à, lag quá, thu nhỏ lại, hơi buồn cho anh em mua skin nhá, mất combo gây lag cho máy yếu rồi. Điêu Thuyền, tương tự Idumie, cô nàng được chỉnh sửa nhẹ nhưng không phải là giảm mà là búp sức mạnh. Khi mà nội tại thời gian hồi lá chắn được rút ngắn bây giờ chỉ còn 10 giây, chỉnh sửa này giúp Điêu Thuyền rất là nhiều trong cái khoản đó chính là ao sát thương kẻ địch và khống chế. Tuy nhiên để Điêu Thuyền hot hơn thì hơi khó, nhưng mà nếu có sự kết hợp của tướng mới Baizan nó lại hoàn toàn khác nhá. Leo lên tướng mới, sau đó là bật chiêu cuối lao tới giao tranh, cực kỳ đáng sợ nhá. Bug Ngộ Không đang là cơn ác mộng ở rank Việt Nam, nhưng các bạn có để ý Ngộ Không đang có bug. Khi mà ở bản cập nhật 19 tháng 4 đã sửa hai bug của hắn ta. Đầu tiên là sửa cái lối chiêu 3, hắn ta có phạm vi quá nhỏ, tức là sửa xong phạm vi chiêu cuối sẽ rộng hơn và đúng với thực tế. Điều này giúp Ngộ Khỉ có những tình huống khống chế diện rộng tốt hơn, nhưng đồng thời cũng sửa luôn cái bug Ngộ Không tự động cường hóa đòn đánh sau khi bạn sử dụng chiêu 2. Wow, Ngộ Khỉ mùa S2 2023 chắc lại phải cấm dài dài thôi anh em, vì chiêu cuối khống chế phạm vi ngon hơn rồi, hay chính xác là đúng với mô tả. Mà một khi bị Ngộ Khỉ dưới chân, chắc một giây bốc hơi mất thôi. Đó là một tin không tệ của Ngộ Không, đúng không? Sửa bug Alan, mùa S2 2023, Alan được chỉnh sửa lại bộ kỹ năng, nhưng Alan đồng thời gặp bug bất lợi. Nhưng đừng lo, bug này đã được sửa vào ngày 21 tháng 4 ở bản đài rồi, nên khả năng cao khi về Việt Nam ấy không còn. Cụ thể, sửa bug chiêu 1 Alan bị khựng. Điều này giúp cho Alan khi mà tung ra chiêu 1 ấy, sẽ có cảm giác mượt mà hơn và không còn bị khựng. Anh em thấy đó, phải tối ưu ngay, tức là Alan cập nhật mùa S2 2023 ấy, ngày 19 tháng 4 ở bản Đài Bắc Trung Thu, update Alan mới, dính ngay quả chiêu 1 khựng. Và ngày 21 tháng 4 đã hết khựng rồi. Còn ở bản Việt, dự kiến update vào ngày 26 tháng 4 thì đương nhiên rồi, sẽ không còn gặp cái bug này bởi vì chúng ta đã sửa luôn. Alan ấy sẽ chém ghê gớm hơn nhá. Sửa bug Giáp Thúc Khổ. Đây là trang bị ưa thích của vị tướng đấu sĩ và tanker khi đối đầu với kẻ địch có khả năng sốc đam mạnh. Tuy nhiên trước nay, trang bị này đang gặp hai cái bug bất lợi tại mùa S1 2023 và bản cập nhật 21 tháng 4 đã được sửa lại. Tức là mùa S2 2023, trang bị này sẽ mạnh hơn. Cụ thể, sửa lối sát thương phản đòn không tăng thêm khi bản thân có hiệu ứng tăng sát thương. Với việc sửa bug này, nếu lên combo giáp thuốc khổ cộng giáp cuồng nộ, lượng đam phản lại sẽ lớn hơn khá khá. Sửa cái lối sát thương phản đòn chỉ được tính theo sát thương, không chí mạng. Khi gây sát thương chí mạng, một ví dụ cho anh em dễ hiểu hơn, Ngộ Khỉ đập nổ 3.000 đam chí mạng
thì sẽ chỉ phản lại 15% sát thương của một K5, đó là ở mùa S1-2023. Còn sang mùa S2-2023 sẽ là 15% sát thương của 3.000 đam. Ok chưa? Như vậy mấy con chơi hệ nhân phẩm như là Ngộ Khỉ hay là Quy Len và vị tướng xạ thủ sẽ bị phản đam nhiều hơn. Và với hai quả sửa bug này, anh em tanker ấy sẽ có thêm cái lý do để lựa chọn giáp thống khổ thay vì chỉ khiên tất truyền như trước đây. Tiếp theo, chúng ta đến với một số chỉnh sửa về chiến trường ảnh hưởng cực lớn tới meta mùa S2-2023. Dòng cấu đỉa căng hơn là mục tiêu quan trọng ở giai đoạn đầu game trước 8 phút. Và đến với mùa S2-2023, dòng hắc ám Kratos từ 2 phút đến 7 phút 50 giây và dòng bạo chúa Kratos từ 8 phút đến 13 phút 50 giây sẽ có sự thay đổi về cơ chế buff. Cụ thể, dòng hắc ám Kratos từ gây 30% sát thương thành gây sát thương phép cố định lên lính và quái. Với chỉnh sửa này, chắc chắn đầu game vị tướng là pháo đính chậm sẽ cực vui, đặc biệt là mấy ông xạ thủ bị chia 50% sát thương lên quái dường như là Kafni, Hayate hoặc là bọn Gwyn, Van Hên sẽ có thể móc máy nhiều hơn những con quái nhỏ của rừng. Dòng bạo chúa Kratos đồng dạng chuyển đổi từ gây 30% sát thương thêm thành gây sát thương phép cố định lên lính quái, nhưng con số lớn hơn so với dòng hắc ám rất nhiều. Đồng thời sát thương lên kẻ địch được thay đổi, nhớ nha, đây là lên kẻ địch nè, từ gây sát thương phép bằng 500% máu tối đa kẻ địch thành sát thương phép cố định. Điều này giúp những pha cấu rỉa, sốc đam vào những chủ lực kẻ địch tốt hơn bao giờ hết. Nhưng nếu gây sát thương lên bọn tanh sẽ yếu đi khá khá đó. Thông số các bạn có thể coi qua ảnh nhé. Chỉnh sửa tà thần giảm 90% khả năng hồi phục của tướng. Mặc dù đã chia sẻ với anh em một lần, nhưng bây giờ TNG sẽ chi tiết hơn cho anh em hiểu đó nhé. Ở bản cập nhật mùa S2-2023, diễn sát bạo chúa sau phút 15 buôn lợi ma lực diễn sát gây 30% sát thương lên lính quái chuyển thành gây sát thương phép cố định lên lính và quái. Tấn công kẻ địch gây sát thương phép bằng 5% máu tối đa mục tiêu chuyển thành gây sát thương phép cố định. Tiếp theo đó chính là bùa hại di chứng hắc ám chuyển từ giảm 50% hồi máu và 40% song giáp kéo dài trong 5 giây thành giảm 12,5% hồi máu mỗi tầng, giảm 10% song giáp cộng dồn 4 tầng kéo dài 5 giây. Đây là cái đáng chú ý. Cái bùa hại này số tầng sẽ dựa trên số lần chúng ta đánh thường hoặc là dùng kỹ năng lên diệt sát bạo chúa. Cứ một lần đánh tay hay là một chiêu bằng một tầng. Và trừ khi hạ được CS bạo chúa, còn không ấy, sẽ luôn bị giảm 12,5 x 4 bằng 50% hồi phục và trừ 40% song giáp. Wow, khá là chua cho người khởi động tà thần. Chưa hết, còn thêm mới một cái bùa hại cho CS bạo chúa nè. Thêm mới kỹ năng bi động, đòn đánh cơ bản của CS khiến mục tiêu bị giảm 40% hồi máu và kéo dài 5 giây. Hai hiệu ứng bùa hại này có thể cộng dồn. Và nếu chúng ta đứng trong phạm vi công kích của tà thần ấy, thì sẽ bị giảm 90% khả năng hồi phục. Với sự thay đổi này của CS bạo chúa, đặc biệt là cái khoản bùa hại, thì team nào chủ động ăn ấy sẽ phải chia ra người nào là người tanh, ok chưa? Và cần phải dồn đam thật là nhanh xé sát, chứ để kẻ địch can thiệp ấy là rất mệt. Bởi vì khi bị giảm 90% hồi máu kiểu này ấy, kể cả là lữ bố hay là quy và các vị tướng hồi phục khác ấy, thì chỉ có khắc thôi. Nên khi đó, dù kẻ địch chẳng hề có sách hay đao truyền, chúng ta cũng gặp bất lợi rất là lớn về mặt giao tranh. Vậy nên người hứng đam của ma thần ấy, hạn chế là người hồi phục khỏe nhá. Và ma thần ở phiên bản mới sẽ chỉ tập trung đánh trụ, chứ không phải là đứng lại để mà spam gây sát thương diện rộng lên lính quái và tướng đâu nhá. Trang bị đi rừng. Ở đợt cập nhật này, nhà game không chỉ cải thiện cái lượng đam từ đòn đánh tay hay là chiêu thức lên quái rừng giúp farm lẹ hơn, mà sát thương của trừng trị hay tê tái được cải thiện. Điều này càng góp phần cho anh em đi rừng ăn bùa nhanh hơn, hạn chế việc bị kẻ địch cướp, đặc biệt là ở giai đoạn đầu game khi mà kẻ địch có mấy vị tướng đam sốc mạnh như kiểu Elsu, Joker hay là bọn Duyên, Natalia, đam còn to hơn cả trừng trị. Nhưng anh em cần phải tỉnh táo, vì nếu đã quen với đam trừng trị trước đây ấy, đôi khi chúng ta phải trả giá khi kẻ địch lao vào như bọn Nagrod, Aoi với một cái nhịp trừng trị đơn giản khi đang tranh chấp rồng và tà thần. Tiếp theo, chỉnh sửa đồ rừng. Cái này áp dụng cho mọi đồ rừng cấp 1, 2 và 3 nhé. Cụ thể, hiệu chỉnh sát thương, giảm thời gian của nội tại khiêm nhường. Nội tại săn bắn trực tiếp gây sát thương chuẩn lên quái rừng khi bạn tấn công trong 2 giây. Cứ 0,5 giây, đốt một lần sát thương chuẩn. Đánh giá, giúp các vị tướng ở đầu game farm chậm nhà Triệu Vân, Wonder sẽ có thể farm lẹ hơn vì cái lượng đam chuyển từ gây 20% sát thương thành đốt sát thương chuẩn và cố định trong 2 giây. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa việc khả năng bị bọn Nagrod, Elan, bọn nó sang hỏi thăm rừng nhiều hơn. Nội tại khiêm nhường, thời gian hiệu lực chỉ còn 4 phút đầu game. Anh em đi rừng cười toe toét, còn anh em đi đường mà thọt ư, không hề vui chút nào khi mà sớm phải chi tiền cho người đi rừng. Mặc dù cả hai cùng farm cái lượng tiền tổng ấy nó sẽ nhiều hơn, nhưng bản thân lại ít đi nhiều nếu không thể lát hit. Zilgnot,
Sát thương đốt lên quái rừng lính sẽ tăng 100% thay vì 50%. Các vị tướng đấu sĩ sát thủ như bọn Zephyr, Vedet, Nagrod hay là Aoi, Zuka sẽ rất là vui. Vì bọn này nếu chơi dìu Leviathan thường chỉ dừng ở dìu Nut cấp 2 và lên đam trước, sau đó mới áp đồ cấp 3 sau. Như vậy tốc độ farm sẽ cải thiện hơn đôi chút, mà farm nhanh đồng nghĩa việc sớm núp bụi, gank kẻ địch tối ưu. An lành, chỉnh đi chỉnh lại và giờ là thông tin chính thức mùa S2 2023 cho anh em đây. Điều chỉnh lại bộ kỹ năng nội tại chiều 1, 2 và chiều cuối. Cụ thể thay đổi như sau. Nội tại, tích đủ 16 tầng nội tại, không tiến hành reset. Mỗi 1,5 giây không tấn công, trừ 4 tầng nội tại. Mỗi tầng giúp Alan hồi 300 máu đã mất. Xuyên song giáp, giáp lý, giáp phép, mỗi tầng cộng dồn 3%. Với thay đổi nội tại như vậy, độ trâu của Alan khi liên tục được đánh tay là khỏi ban rồi. Bởi nội tại có bị reset về không đâu khi bạn đủ 16 tầng. Liên tục nhận về 3200 miếng thương và hồi máu siêu đỉnh. Tất nhiên, xuyên song giáp sẽ bị giảm đi một chút, sẽ làm khả năng chém tanh suy yếu một tẹo. Chiêu 1, không thể tích tầng dấu ấn cộng dồn nếu không có mục tiêu. Khi có 3 hoặc là 4 tầng có thể gồng chiêu đồng thời di chuyển, nhưng tốc chạy bị giảm đi. Chỉ có thể nhận biến khống khi bạn gồng chiêu đủ 4 tầng cộng dồn, xóa khả năng đổi hướng gồng chiêu bằng nút di chuyển. Như đã chia sẻ nhiều lần thì việc chiêu 1 có thể vừa gồng vừa di chuyển ổn hơn so với việc là chúng ta phải đứng im một vị trí như ở phiên bản S1 2023 hiện tại. Nhưng để đánh đổi Alan đã không có thể đổi hướng gây sát thương. Tức là trước khi sửa các bạn để dùng nút di chuyển và can Alan gồng xong quay hướng đam 180 độ tạo bất ngờ cho kẻ địch. Còn sau khi sửa, hướng gây sát thương của Alan khi các bạn gồng chiêu 1 là cố định, nhưng có thể di chuyển tiến lùi trái phải dù hướng chiêu không đổi như Tachi với chiêu 2 và tốc biến. Vậy anh em thích Alan đứng im quay chiêu 180 độ như ban đầu hay là Alan có thể vừa gồng chiêu vừa di chuyển? Còn việc cần 4 tầng mới gồng được miến không chế thì thực sự không quá nhiều ảnh hưởng đâu. Vì sao ư? Vì chiêu 2, từ chói chân chỉ còn giảm 99% tốc độ chạy trong 1,5 giây. Bù lại, giờ chiêu 2 có thể tác động lên đa mục tiêu. Đồng thời, với một vị tướng trúng chiêu 2 giúp Alan nhân một tầng dấu ấn của chiêu 1. Nếu anh em đang có ý định kết hợp tốc biến để trúng nhiều kẻ địch hơn thì tốt nhất nên bỏ qua, trừ khi muốn với tới chủ lực kẻ địch. Bởi nếu kết hợp chiêu 2 cộng tốc biến, nó tương tự như là rát chiêu cuối tốc biến ở cái khoảng cách gần, là lướt qua kẻ địch mà không hề gây đam, không gây hiệu ứng gì cả. Nói sao nhở, vui có buồn có. Vì với chói chân nhá, Alan bắt người ghê gớm hơn, dù đó có là Ryoma, Zuka hay Nagrod, chứ đừng nói là chỉ bọn Vio, Slim với tốc biến. Bởi một số dạng như Ryoma hay là Vedet ấy, cái bọn nó sợ bị áp sát chứ sợ cóc gì làm chậm 99% đâu. Điểm hay ấy, Alan có thể thông qua chiêu 2 tích full 4 tầng dấu ấn chiêu 1 nếu kẻ địch chúm trụm lại một vị trí, giúp gây đam nhanh chóng hơn. Và đó lý do vì sao Tiên Di nói cần 4 tầng dấu ấn mới có thể được gồng miến thương, nó quá ảnh hưởng. Chiêu cuối thêm cơ chế có thể tích một tầng nội tại của chiêu 1 với mỗi kẻ địch trong phạm vi. Vốn chiêu 3 của Alan đã rất là thích trúng nhiều kẻ địch rồi. Để có thể tối ưu cái lượng sát thương gây ra thì bây giờ có thêm một tác dụng là giúp Alan lập tức có nhiều tầng dấu ấn của chiêu 1. Đánh giá cực kỳ đáng mong chờ. Khả năng lấy nội tại của chiêu 1 ưu việt hơn khi đông kẻ địch. Tuy khả năng dưới chân bị giảm nhưng hiệu ứng làm chậm lại nâng lên. Bạn nghĩ sao về cú chỉnh sửa này? Đây là bản chính thức nhé. Hãy comment ngay dưới video nhé. Chỉnh sửa mua bán đồ trợ thủ. Như thông tin Tiên Di gửi tới cho anh em thời gian gần đây, đồ trợ thủ có chỉnh sửa cực kỳ quan trọng. Cụ thể, vô hiệu hóa khả năng liên tục sử dụng trang bị kích hoạt khi các bạn thực hiện mua và bán đồ. Sau khi bán và lên đồ trợ thủ kích hoạt khác, chúng ta không thể lập tức sử dụng trang bị đó mà cần chờ đếm ngược thời gian có thể sử dụng. Chính thức bye bye một giao tranh cuối game và sẽ không còn gặp các trường hợp 2, 3, thậm chí là 5, 6, 7 đồ trợ thủ kích hoạt được sử dụng liên tục. Vui nhất ấy là những vị tướng có nhiều khống chế như bọn Quy, Thên hay là bọn tàng hình như là Batman, Ngộ Khỉ, kể cả là sốc đam một nhịp như là Zata, Dolan. Đặc biệt là bọn Chauna và Cock lại có nhiều đất diễn hơn với bộ kỹ năng của bản thân mình. Kẻ buồn ở đây chắc chắn là những anh em best trợ thủ, tay nhanh và những anh em nào chơi best Aiza. Và không thể thiếu là các best slow map 1v1. Gửi video này tới họ và nhớ chia buồn với họ nhé. Phù hiệu cầu băng xương. Có thể dùng cầu băng xương từ phù hiệu sớm hơn. Xóa việc dùng liên tiếp hai cầu băng xương liên tục. Nghe thôi ấy, đau lòng theo đồ trợ thủ rồi. Với phù hiệu quả cầu băng xương, thời gian thì sử dụng là 4 phút thay vì 5 phút như hiện tại. Đồng nghĩa khả năng ao dây đến sớm hơn và các pha băng trụ bán cầu băng xương sẽ xảy ra nhiều hơn. Tin buồn, không thể dùng liên tiếp hai cầu băng xương. Nếu dùng phù hiệu quả cầu băng xương và mua thêm một cầu băng xương từ trang bị thì chúng ta phải đợi 75 giây mới thể sử dụng tiếp cái cầu còn lại. Tức là dù dùng hàng free trước hay là trả phí trước ấy thì nó cơ chế tương tự với đồ trợ thủ. Đánh giá ao nhây sớm hơn, nhưng có vị tướng pháp sư không thể dùng hai cầu liên tiếp được. Văn Hên sửa lại nội tại, thay đổi cơ chế sát thương.
Nội tại, thời gian duy trì tăng tốc chạy được nâng lên là 3 giây thay vì 2,5 giây. Cơ chế mới, khi đủ 4 tầng thợ săn hay dễ hiểu là 4 lần ném phi tiêu hiệu ứng xanh đỏ vàng từ nội tại hay là một pha sử dụng chiêu cuối, thì ở đòn đánh thường tiếp theo, auto là phi tiêu cường hóa, duy trì trong 3 giây. Lưu ý, cần phải có mục tiêu liên tục để bắn, Van Halen mới thể giữ và tích nội tại được. Điều chỉnh sát thương của phi tiêu đỏ và xanh ở nội tại từ phép chuyển thành vật lý, điều chỉnh lại thời gian làm choáng kẻ địch về đúng 0,5 giây với phi tiêu vàng. Sự kế lối sát thương lên quái bị giảm 50%, không giảm khi lên cấp. Đánh giá về phần chỉnh sửa nội tại, đầu tiên, khả năng dưới chân kẻ địch bị giảm nhẹ, khả năng thả diều truy đuổi kẻ địch tăng lên đôi chút. Đam của Van Halen sự chuyển dịch 180 độ từ phép thành vật lý. Chiêu 1, đổi từ sát thương phép thành vật lý. Chiêu 2, đồng dạng chuyển sát thương gây ra từ phép thành vật lý, đồng thời giảm thời gian làm choáng kẻ địch chỉ còn 0,75 giây. Chiêu cuối, khi sử dụng trực tiếp nhận ngay 4 tầng nội tại, dù là trúng hay là không trúng mục tiêu, giảm thời gian khựng khi bạn ra chiêu, sát thương được thay đổi từ phép sang vật lý. Cái lượng sát thương khi chiêu cuối mà một mục tiêu trúng từ 2 viên trở đi ấy, phải chịu giảm 20% sát thương. Cuối cùng, chúng ta đã được chốt hạ Van Halen. Đây là thông tin ở bản chính thức. Đầu tiên, khả năng giữ nè, tích và duy trì nội tại của Van Halen thay đổi. Và chiêu cuối, từ vai trò đam chính, one shot one kill, trở thành nền để Van Halen có ngay 4 nội tại. Vì đam chiêu cuối khá là cùi sau khi chỉnh sửa. Tiếp theo, khả năng khống chế ở Van Halen giảm khá. Vì cả phi tiêu nội tại hay là chiêu 2 đều bị giảm thời gian làm choáng. Cuối cùng, sát thương của Van Halen sẽ thay đổi 180 độ, dù là ở sát thương tay hay là ở chiêu thức. Chúng ta sẽ quay trở lại Van Halen ở thời điểm 2019 đổ về trước đây, khi lên cho Van Halen thiên hướng tốc đánh, chí mạng, đánh giá, cực kỳ đáng mong chờ. Nhưng nếu trở về phong cách vật lý đơn thuần thì đi đường gặp Joker khá là rén đấy. Thương xuyên phá, giảm giá tiền. Những vị tướng như là Kinnak, Nagdot hay là bọn Zuka, Vio có thêm lý do để dùng lại thương xuyên phá vì nó quá là rẻ luôn. Đánh giá nên mua khi kẻ địch có quá nhiều vị tướng máu mỏng và thơm ngon. Trang bị huyết trượng và quyền trượng rơ hia chỉnh sửa, thay đổi thuộc tính và nội tại. Huyết trượng giảm giá tiền giúp chúng ta lên sớm hơn. Thuộc tính cơ bản cân bằng khi mà giảm đam phép nhưng thêm 5% hồi chiêu. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, cũng chuyển từ huyết trượng mà nâng lên quyền trượng rơ hia. Quyền trượng rơ hia giảm giá tiền, thuộc tính thay đổi khi thêm vào 600 máu. Hai sự thay đổi này khá ổn nhưng xóa nội tại khiến sinh mệnh, đồng nghĩa việc mất đi cái lớp giáp ảo khá dày khi chỉ còn 40% lượng máu, dù vẫn còn nội tại 25% hút máu phép. Nói thật nhá, với lớp giáp ảo chúng ta nhận về quá nhiều lợi ích, chưa bàn tới việc lớp giáp ảo kia 600 máu chúng chịu tốt hơn. Mà nếu các bạn gặp bọn VS hay là xạ thủ bật cung tà ma, nên nhớ bọn chúng gây đam vào lớp giáp ảo ấy không thể hút máu được, trong khi nếu gây đam trực tiếp vào tướng lại có thể hút máu cực ghê. Đánh giá cần ít tiền để lên hơn nhưng lại giảm đi khả năng ao nhê lật kèo, nhưng vẫn là trang bị nên có cho nhiều vị tướng thích băng xả. Đao truy hồn thay đổi công thức ghép và thuộc tính cơ bản, giảm công lý và thêm máu. Giá tiền giảm đi vì công thức ghép thay đổi, tất nhiên thuộc tính sẽ đổi theo. Giảm công lý chỉ còn 80, đổi từ 180 giáp vật lý thành 800 máu. Là một tin buồn nhẹ nhẹ cho những sát thủ đấu sĩ như bọn Airi, Zuka hay bọn Ryoma, Quy, Murat. Khi mà dễ thứ nhất ấy là mất đi một chút công vật lý, nhưng còn may là giáp tiền giảm giúp đẩy nhanh một chút quá trình lên đồ. Thêm vào đó, việc 180 giáp chuyển thành 800 máu, anh em lưu ý vì thương Longinus được thay đổi, mà giờ đi top có rất ít tướng không lựa chọn trang bị này nếu kẻ địch hồi phục cứng mạnh. Đã vậy, thương Longinus mới, kẻ địch giáp càng lớn, giảm càng nhiều nên chuyển thành máu ấy không hẳn là quá tệ. Ấy vậy còn lợi thế khi đối đầu mid kẻ địch ganh, đánh giá thay đổi chấp nhận được, dành cho vị tướng đấu sĩ thiên hướng tăng lên càng mạnh càng ngon như bọn Omen, Skurt hay bọn Richter, Arthur, Tara, kể cả là Superman. Nhưng anh em lên đam ấy hơi buồn một chút. Terry điều chỉnh cơ chế tích nội tại, điều chỉnh cơ chế chiêu cuối. Nội tại mỗi đòn đánh tay chiêu thức lên một mục tiêu, Terry nhận được 20 điểm cộng dồn. Từ mục tiêu thứ hai chỉ nhận thêm 4 điểm cộng dồn, duy trì trong 5 giây. Và khi bạn đạt 100 điểm sẽ kích hoạt nội tại, giúp gây thêm sát thương. Nhưng cái lượng đam thêm từ nội tại ấy sẽ bị giảm đi, xóa thời gian hồi chiều tích hợp nội tại. Đánh giá khả năng và tốc độ tích nội tại sẽ tốt hơn, nhưng lại giảm đi cái lượng sát thương gây ra lên kẻ địch. Chiêu 3, thêm mới cơ chế khống chế. Khi xong luân trúng kẻ địch thì kẻ địch sẽ bị kéo vào phần trung tâm phạm vi chiêu thức trong 0,5 giây, giảm khựng khi ra chiêu, cũng như là khi tung chiêu ấy có thể bị gián đoạn bằng di chuyển hoặc là hành động tấn công. Đánh giá vẫn yếu so với những vị tướng xạ thủ hot trong meta. Đã vậy chiêu cuối còn không được thêm khả năng đẩy lùi, quá buồn luôn. Áo choàng băng giá thay đổi cơ chế nội tại, búp mạnh. Chỉnh sửa duy nhất của áo băng là ở cái nội tại duy nhất
sức mạnh nguyên tố, điều chỉnh sát thương gây ra, từ cố định thành gây đam dựa trên lượng công lý có được, đồng thời làm chậm kẻ địch trong phạm vi 3m trong 0,5 giây thay vì 3 giây, và chỉ cần 0,65 giây hồi chiêu so với trước đây cần tận 3 giây hồi chiêu. Điều này đồng nghĩa việc các vị tướng thiên về combo một chiêu cộng một đòn đánh tay như bọn Zuka, Flor, Nagrod, Lữ Bố Quy, bọn này sẽ được hưởng lợi cực lớn khi vừa thể liên tục gây đam lại có thể làm chậm kẻ địch. Đặc biệt là Flor khi khả năng giữ chân của vị tướng này không phải là quá gắt. Đánh giá, búp mạnh cho những vị tướng trước giờ dùng áo băng như bọn Flor, Richter, đôi khi là bọn Ryoma chơi semi, đặc biệt là Flor nhé. Xuyên tâm lệnh, thay đổi thuộc tính, công thức ghép, thuộc tính được cân bằng khi mà gia tăng công phép lên 180 nhưng lại xóa đi 10% hồi chiêu và 500 máu. Chắc 10% hồi chiêu bị gươm hiền chết lấy rồi. Còn 500 máu là quyền trượng lờ hia lấy. Và ở hiện tại, trang bị này thực sự không quá hot vì đa số vị tướng pháp sư sẽ lựa chọn phương án an toàn là lên triệu hồn mang để đảm bảo late game hơn là trang bị xuyên tâm lệnh khi mà cuối game ấy phải bán hoặc là chơi hai đồ xuyên giáp phép. Tuy nhiên, nếu thay đổi như vậy ấy, lại là khá vui vì cái lượng đam phép được tăng lên, còn 10% một chiêu bị bắt ấy có thể bù đắp bằng bùa xanh hoặc là một đôi giày thuật sĩ. Đánh giá, với những vị tướng trước kia bộ trang bị thừa hồi chiêu như bọn Aiza, Kali, Ate hay là Yumi ấy thì lên ngon. Gươm hiền chiết, đây là trang bị mà những Pain hay là Skirt cực thích. Cụ thể, thay đổi thuộc tính và nội tại, lượng công phép được giữ nguyên, thêm 10% hồi chiêu nhưng giảm máu tối đa. Nội tại kết giới, từ giảm giáp phép kẻ địch trong phạm vi thành tung chiêu đánh thường lên tướng địch sẽ được gia tăng xuyên giáp phép tối đa 8 tầng cộng dồn và duy trì trong 3 giây. Nói vui thì đây là cái dạng biến thể của Thương Long Guinness đời đầu. Nếu trước đây gươm hiền chết là trang bị giúp cả team được lợi thì nay thiên về cá nhân hơn. Nếu chỉ xét về mặt xuyên giáp phép kẻ địch thì gươm hiền chết ở hiện tại khi chưa sửa tác dụng tức thì. Còn gươm hiền chết sau khi sửa xong ấy, cần chúng ta tích đủ 8 lần gây đam để nhận về tối đa xuyên giáp phép, khi đó mới ưu việt hơn. Còn xét về mặt tổng quan, gươm hiền chết mới ngon hơn hẳn. Vì với một vị tướng pháp sư dạng kiểu như là Tulen, Zata, khi bạn này spam lắm chiêu thì việc có thêm 10% một chiêu là cực ngon. Đánh giá, nên lên nhiều hơn cho vị tướng pháp sư gây đam liên tục giống như là Tulen, Zata hay là kiểu độc dược kiểu Munga ngấm dần đều, chứ không phải là dạng cấu đỉa từng phát một nhé. Thương Long Guinness, thay đổi cơ chế xuyên giáp của nội tại, thêm mới nội tại, xuyên giáp, đây là nội tại duy nhất, nhận trực tiếp 60 xuyên giáp vật lý. Vì là nội tại duy nhất nên nếu bạn chơi combo hai đồ xuyên bất kỳ ấy, khi mà các bạn lên thương Long Guinness xong mà lên một món nhỏ là thương đấu sĩ cấp 2 sẽ chỉ nhận 60 xuyên giáp vật lý chứ không hề cộng dồn. Nội tại, phá giáp, thay đổi công thức nhá. Từ giảm trực tiếp 60 giáp ở mỗi lần tấn công thì bây giờ giảm 600 giáp vật lý cộng dồn 4 lần, tồn tại trong 5 giây và hồi chiêu là 0,3 giây. Đây rõ ràng một phiên bản tạp lai nửa vời dự kiếm Muramasa và thương xuyên phá. Với việc chuyển từ giảm cố định 60 xuyên giáp mắc là 240 xuyên giáp thành 6% xuyên giáp và tối đa là 24% xuyên giáp thì nếu kẻ địch càng trâu thì chúng ta càng có lợi, nhưng kẻ địch ít giáp kiểu như bọn máu mỏng thì lại không quá ngon. Đánh giá, địch càng trâu thương Long Guinness càng khỏe. Và đó là những chỉnh sửa chính thức của phiên bản mùa S2 2023, bản đài cập nhật trước chúng ta một tuần. Và bản Việt đúng vậy, chúng ta cứ chờ đợi nha các bạn ơi. TNG sẽ liên tục cập nhật, đánh giá, review và chém gió gửi tới cho anh em. Nếu thấy video hay và có ích, bấm nút like và đăng ký kênh ủng hộ TNG nhé.